Một ngày thật đáng nhớ là ngày được bên em, ngày được nắm đôi bàn tay nhỏ bé, tin vào lễ đường. Từ ngày mai cả hai sẽ trở thành một mà thôi. Ôi hạnh phúc như vô bờ. Mình chịu khó nhường nhau một chút, đong đầy thêm từng phút, xót vào tai lời yêu như vị ngọt nắng mai. Ngày hôm qua sẽ chẳng xong hôm nay, yêu em hơn mỗi ngày, dẫu trên đầu nhiều tóc mai. Hành trình mình yêu nhau dạng này, có em làm bạn đời. Thật may mắn khi anh nhận ra đã yêu đúng người, tìm được em giữa thế gian, chắc chắn là định mệnh đó. Vì anh có tình yêu chẳng sâu một ai khác. Hành trình mình yêu nhau tuyệt vời, vì có em làm bạn đời đến mãi sau. Cùng nhau nhìn ngắm cả thế gian, sống những thước phim Hàn Quốc mà em vẫn thích xem. Anh như là nam chính nỗi câu xa lạc hẹn. Đầu thư cho anh cảm ơn cục vàng, cho anh biết yêu, cho anh rước được nàng. Tiếp theo xin cho phép anh được nói lên bao điều. Em biết không, tuy anh rất là cứng đầu, nhưng vì em nên là không sao đâu. Chỉ cần ta thấu hiểu, ta sẽ càng thương yêu. Vì nhiều khi tương lai sẽ chẳng như mơ, còn nhiều bọn đêm lo âu cho u sầu. Mai cứ vui lên đi, vì bên cạnh em sẽ có anh được cạnh bên. Đưa em đi làm đi cha mẹ tí xa, đưa em hạnh phúc chắc là đâu anh ở nhà. Anh chỉ muốn cả đời làm chồng yêu của em. Hành trình mình yêu nhau chẳng ngờ, vì có em làm bạn đời. Thật may mắn khi anh nhận ra đã yêu đúng người, tình được em giữa thế gian, chắc chắn là định mệnh đó. Thưa họ nhà gái, cũng thưa chủ hôn, thì cũng theo cái sự hợp đồng và thống nhất của hai bên, thì gia đình đàn trai chúng tôi, họ nhà trai chúng tôi, thì hôm nay cũng soạn mâm lễ để xin phép nhập gia dân tổ tiên, và cũng như họ nhà gái thì cũng theo đúng như hợp đồng, giờ giấc cũng đã quy định, thì xin phép nhà gái cho nhà trai chúng tôi được nhập gia để trình diện cái quà sính lễ để, cũng như hai bên đã thống nhất. Dạ. Thì cũng cảm ơn đại diện bên họ nhà trai mà sẽ chấp nhận những cái người họ nhà trai vừa thưa và cũng để đồng ý rồi. Thì bây giờ để cái thẻ hai anh em mình sẽ nâng đi. Dạ, trong lên, coi. Dạ, cũng chúc mừng hạnh phúc hai cháu và cũng xin phép là cũng kính chúc cho họ nhà trai. Cứ luôn mạnh khỏe bình an và chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc. Rồi mời anh. Xin phép anh để cho trai nhập gia ha. chẳng điều gì tuyệt vời hơn trên thế giới này khi chúng ta có một người để yêu. Và tuyệt vời hơn biết bao nhiêu khi người ấy cũng xem chúng ta là cả thế giới. Và để mong rằng bạn sẽ tìm được một nửa kia của mình, sẽ biết thấu hiểu, lắng nghe và chia sẻ. Kính thưa chủ hôn ngày hôm nay, cũng như bác đây đại diện, thì kính thưa hai họ và họ nhà gái, thì theo cái sự hợp đồng và sự thống nhất của giữa hai gia đình trai và gái, thì hôm nay cũng ngày lành tháng tốt, cũng là giờ tốt, cũng theo cái sự nhất trí của hai bên gia đình, thì họ nhà trai chúng tôi cũng mạn phép cũng bày ra một số lễ để tới trình kiến cho họ nhà gái và để trao dân tổ tiên ông bà. Thì bây giờ trong cái buổi trình kiến hôm nay thì tôi xin có được 5 phần để trình kiến và trình thưa với gia đình. Phần thứ nhất là chúng ta xin để giới thiệu họ hàng hai bên. Đó là phần thứ nhất. Và phần thứ hai là chúng tôi xin trình lễ và cũng báo cáo là trong cái lễ vật mà hai bên gia đình đã thống nhất. Thì bây giờ cũng thời đại 4.0 rồi, cũng mong gia đình quý nhà ngài cũng thông cảm, không có tránh khỏi sự thiếu sót. Nếu có thiếu sót gì thì cũng mong quý nhà ngài cũng thông cảm vì cái hoàn cảnh xa xôi. Thì bây giờ về vấn đề thứ ba là sau khi trình lễ thì cũng xin mời cho cô dâu ra để trình diện để chúng ta bắt đầu để cho cháu dâng quà lên tổ tiên. Và vấn đề thứ tư là cái phần tặng quà của gia đình nhà cha mẹ chồng để tặng cho cô dâu mới. Rồi trong cái phần thứ tư này á, thì quý nhà ngài mà có thêm có vấn đề gì, ví dụ tặng quà của dòng họ nhưng đồ cho cô dâu tiễn đưa cô dâu lấy chồng thì cũng luôn tiện mình làm luôn. Đó là phần thứ tư. Và phần thứ năm là cô dâu sẽ chú rể mới sẽ dâng rượu để kính mời cha mẹ ruột và cha mẹ chồng cũng như cha mẹ vợ và cha mẹ ruột của mình và chủ hôn. Thì trong lúc đó thì cũng dâng rượu để xin mời cái sự cảm mến của hai họ, của gia đình hai bên để xây dựng cái hạnh phúc cho bản thân mình. Thì cái phần đó thì cho phép hai cháu được dâng rượu để mời dòng họ hai bên. Cho nên thì trong 5 phần đó thì tôi cũng báo cáo với bác chủ hôn. Thì bác cũng có gì thì cũng sắp xếp và phụ họa thêm cho nó cái phần nó tăng thông thêm cái sự long trọng của buổi lễ hôm nay. Tôi xin phép để nhường lại cho bác chủ hôn nhà gái. Cũng thay mặt họ nhà gái là cảm ơn những lời phát biểu vừa rồi của bác chủ hôn họ nhà trai. Và cũng kính thưa các bà và các anh chị cô bác, tôi là bác của cháu Nguyễn Thị Tuyết Sương và cũng là chủ hôn của nhà gái. Thì thành phần tham dự buổi lễ vu quy của cháu hôm nay gồm có bà nội, ba mẹ, cô dì chú bác và các anh chị em của cháu. Thì như theo lời trình bày vừa rồi của họ nhà trai, hôm nay nó là ngày lành tháng tốt. Họ nhà trai cũng là cùng sang để thưa chuyện trăm năm cho hai cháu. Trước hết thay mặt họ nhà gái cảm ơn họ nhà trai đã thật chu đáo sắm sửa lễ vấn đề vật đấy. Thì để tôi thay mặt cho nhà gái đồng thuận chấp nhận những lễ vật của họ nhà trai và cũng đồng ý để cho hai cháu nên duyên vợ chồng. Thì cái phần thứ nhất như thế. Xin hai họ cho tặng pháo tay. Thì thưa anh chị xui cũng như hai họ cũng như bác chủ hôn, thì bây giờ chúng ta đi vào phần 1 là chúng ta xin giới thiệu những cái quà để dâng lên tổ tiên ông bà. Thì trong khi giới thiệu thì cũng xin bác chủ hôn báo gia đình cho trình diện cháu con dâu để có gì hai cháu để dâng vâng. lễ lên cho ông bà tổ tiên gia tiên. Dạ. Dạ. Thôi thì bây giờ cứ ấy vậy trong anh chị Xu anh sắp xếp, còn tôi với anh này tôi xin trình diện cái lễ vật ha. Thì thưa hai họ, thì hôm nay gia đình đàn trai chúng tôi tới thì cũng có những lễ vật cũng nhỏ mọn, thì cũng xin trình qua với gia đình nhà gái. Thì dù ít dù nhiều cũng là cái lễ vật để đầu tiên cho hai cháu cũng như nhà trai chúng tôi để dâng lên tổ tiên ông bà, gia tiên của gia đình. Đây là cái khuôn phép mà ông cha chúng ta, cái sự truyền thống của người Việt Nam chúng ta không thể nào bỏ qua được. Thì chỉ có cái là nó khác nhau chỗ cái lễ vật của mỗi gia đình làm thôi. Thì cho nên trong cái sự sai có sơ sót thì cũng mong bác chủ hồn cũng thông cảm ha. Mời anh giờ. Dạ, tôi cũng xin giới thiệu từ cái tông ra thì quả vật đầu tiên là một con heo để tỏ lên cái sự là mặn mà để dâng lên ông bà tổ tiên. Và mâm thứ hai là cũng là bất cứ đám tiệc của người không tránh đau khỏi là cái mâm xôi gà. Đây là cái món truyền thống của gia đình. Thì ông bà tổ tiên mình không tránh đau khỏi cũng như bánh chưng bánh dày vậy đó. Thì đây món thứ hai. Và món thứ ba là trầu cao. Tuy là mình bây giờ không dùng trầu cao thiệt, nhưng ông bà mình ngày xưa mà làm sao tránh khỏi. Thì cũng dâng lên cho có cái lễ vật để ông bà người ta nói câu miếng trầu câu chuyện, miếng trầu quả cao là đầu câu chuyện. Thì tôi cũng xin thưa đây là món thứ ba rồi. Và xin thứ tư là đây là món trái cây ngũ quả. Có trình thưa là quý nhà ngài là cái mâm ngũ quả, cái cũng để trình cho ông bà tổ tiên. Và tiếp theo đây là cái này là rượu không? Trà rượu, cũng là trà rượu là đầu món quà để là đầu câu chuyện. Dù mình như thế nào không biết chứ ông bà tổ tiên là không thể thiếu. Và đây là bánh, người là bánh phu thê, phu xê vậy phải không? Là cái để biểu hiện tượng trưng cho cái ngày Vu Quy cũng như ngày thành hôn của hai cháu. Thì và tiếp theo là cái quà của gia đình cha chồng mẹ chồng. Thì đầu tiên ra mắt thì cũng có gì hơn, cũng có món quà nhỏ, cũng xin tặng cho cháu dâu. Rồi với hồi nãy thì chúng ta còn thiếu sót cái phần thứ hai là giới thiệu gia đình. Thì tiện trong cái giới thiệu hết này rồi tôi cũng xin giới thiệu lên nhà trai còn có ai ông bà chú bác, rồi tới bên bác cũng vậy ha. Rồi cái chúng ta trong lúc chờ đợi cô dâu để ra để tìm kiến ông bà đó, để thì cũng thưa tổ tiên để đi lấy chồng. Dạ, đây là món quà. Rồi cũng xin trao, hai bà Xui trao nhau cái này đi. Chứ cái này đừng để đây lát tôi bỏ túi nữa. Cái vấn đề tiền lập tài ấy, thì coi như là hai chị Xui sẽ trao đổi với nhau. Rồi cái chuyện không. Thì còn cũng em cứ trao cho chị rồi chị xử lý, sau đó là quyền của chị nha. Rồi cái món thứ hai là cái này là chắc tặng cô dâu rồi, chứ không có tặng ai được hết. Là món thứ hai là một cái còng bằng vàng để tặng cô dâu. Và cái này cũng là còng nhẫn cũng bằng vàng. Thì cũng là người ta nói còng tay lại là phải xỏ cái lỗ tay nó nữa nó mới giữ được. Thì cũng tin vậy. Còn cái này em và đo bông tay để đeo lên để truyền thống ông bà biết là tôi đã có chồng, để mấy anh kia mấy ảnh khỏi ghẹo nữa. Đó. Thì cũng báo cáo với chủ hôn là cái phần trình bày sính lễ là chúng ta được thông qua, nếu bác thông cảm. Thì cũng theo lời của bên nhà trai thì cũng là nhà gái cũng rất là cảm ơn sự chu đáo của họ nhà trai trong buổi lễ Vu Quy của hai cháu ngày hôm nay. Dạ cảm ơn. Và khoan vỗ tay. Và tiếp theo hồi nãy cái phần thứ hai cũng như tôi giới thiệu từ đầu là cái phần để giới thiệu hai họ, để cho người ta nói làm bà con càng ngày xa nhưng xuất gia càng ngày càng gần nha. Cho nên cũng xin giới thiệu tôi đàn trai là khách mời, là khách, tôi xin giới thiệu trước. Thì đây là ba mẹ của chú rể. Khỏi nói tên đi, chắc hai anh Xui rành quá rồi, nhậu nhau quá trời mà. Rồi đây là bà nội, nội của anh Xuân Anh. Và đó là bà nội cô của Xuân Anh. Còn đó là cô Năm, là em của ba, chị của ba nó, cô Năm ruột á. Và tôi là bác ruột của nó. Nhà hai ông bác mà rớt ông rồi, còn có ông này không biết chừng nào rớt đây. Rồi xin mời bác giới thiệu bên. Cũng cảm ơn họ nhà trai đã giới thiệu những thành phần tham dự lễ Vu Quy của hai cháu ngày hôm nay. Dạ. Thì cũng để đáp lại cái thì tôi cũng thay mặt cho bạn nhà gái cũng xin giới thiệu thành phần dự lễ Vu Quy của bên nhà gái ngày hôm nay. Dạ. Thì trước tiên là giới thiệu đây là bà nội. Dạ. Mẹ của tôi cũng là mẹ của bà nội. Đó. Thứ hai là đây là ba mẹ của cháu. Dạ, ba mẹ của cháu. Xong rồi đến là bác kia là bác gái là chị của Tuyết Sương. Kia là dì của dì của mợ của Tuyết Sương luôn. Tôi là bác của ruột của cháu. Cũng bác ruột luôn. Trời ơi, vậy mình nói chuyện nhau quá hợp gu rồi. Hai ông bác. Dạ. Cũng mà chỉ mong sao là tất cả mọi cái thủ tục thì mình vẫn phải thực hiện. Dạ, mình nhưng mà từ mong cuối cùng là các cháu cứ trăm năm hạnh phúc. Dạ. Thì dạ nhất trí với chủ hôn đàn gái ha. Dạ, vâng. Rồi giờ cũng xin phép cho cháu hai cháu nó trình diện. Dạ, vâng. Để mà gia đình bố dạ. mẹ ruột cũng như bố mẹ chồng tặng quà cho nó ngày lễ Vu Quy và ngày thành hôn của hai đứa. Trái đất có vỡ đôi, anh vẫn đứng nơi đây thôi, vẫn mãi thôi. dối bời để anh được thấy em luôn mỉm cười. Và hãy luôn siết chặt tay nhé, mà khó khăn cùng đương đầu một hạnh phúc giữ gìn cho nhau. Now everything was perfect, I knew this love was worth it. I will miracle in the making. Until this world stops turning, I'll still be here waiting. I'm waiting to make that vow that I'll be by your side till the day I die. I'll be waiting till I hear you say I do. Something old, something new, something borrowed, something blue. I'll be waiting till I hear you say I do. Chỉ cần mình cùng bên nhau, bao gian nan sẽ qua mau. Anh sẽ mãi luôn che chở em cuộc đời mãi sau. I do love you, yes I do love you. I'll be waiting till I hear you say I do. Tí này thì cũng như hai cháu cảm ơn cái sự mình làm chủ hôn tác thành cho hai cháu, nhưng cũng đồng thời là hai ông bác. Mình chủ hôn mình là người hưởng ứng cuối cùng ha, để nhìn thấy những cái trải nghiệm của con cháu. Cảm ơn hai cháu đã thực hiện cho hai anh em mình đại diện họ đẹp trai người gái. Trước khi mà nâng ly anh em mình cả ly thì cũng xin phép tất cả các bà ở đây trong hai họ, từ giờ phút này đi hai con đã là dâu rể của hai gia đình. Tuổi còn trẻ, các cháu thì đối nhân xử thế nhiều cũng chưa tới nơi tới chốn. Cũng mong rằng bên ông gia cùng họ nhà trai nhắc nhở chỉ bảo các cháu làm toàn trách nhiệm bổn phận của con cháu, kính trên nhường dưới, có hiếu với bà con và bố mẹ. Cũng nhân dịp này thì cũng thông báo cho bên là đồng ý để cho nhà trai đón cháu Nguyễn Thị Tuyết Sương về nhà trai để làm lễ thành hôn cho hai cháu. Thì cũng nhân dịp cái lễ này và cũng họ nhà trai gái cũng xin cảm ơn họ nhà trai và cũng có một phần lễ vật lại cho họ nhà trai. Và cũng thay mặt cho tất cả kính chúc hai họ mạnh khỏe bình an, chúc cho tình thông gia của hai gia đình gắn bó và chúc cho hai con trăm năm hạnh phúc. Rồi, nhưng mà hai bác cùng đi lại một lần nữa. Cho phép hai ông chủ hôn này nhiều chuyện lắm, cho nên cho phép chút xíu ha. Thì đáp lại cái lời, những cái lời chân thành và những lời nhiệt tình, nhiệt quyết của một ông bác, vừa là ông chủ hôn cũng vừa là ông bác ruột, cũng truyền dạy lại cho con cái ngày con cháu mình Vu Quy. Thì tôi cũng đại diện gia đình cũng chân thành cảm ơn những cái lời chân tình của bác. Và tôi cũng là ông bác của đàn trai, ông bác ruột, thì cũng có vài lời cũng nhắn nhủ với con cháu. Thì bây giờ trong cái ngày Vu Quy của hai cháu thì cũng là một cái ngày vinh hạnh cho gia đình, vinh dự cho gia đình và cho bản thân của hai con. Thì bác chỉ mong là sao là tụi con sống cho chuẩn mực, vợ chồng là có biết nhiều gì lẫn nhau trong cuộc sống á. Nước trong bát không sống lâu ngày còn động, huống chi là vợ chồng sống với nhau hàng ngày. Thì nó mới thì không nói, chứ mẻ cái mai mốt cũ một cái rồi nó sẽ có những ấy. Thì mong hai cháu biết nhường nhịn nhau. Thì cái gương để học tập không đâu xa hết là ba mẹ mình, ha, dòng họ mình, những người ta họ từng trải và người ta đã sống rất là hạnh phúc, và điển hình gần nhất là cha mẹ của hai bên ha. Rồi Xuân Anh ha, Tuyết Sương nha. Thì bác cũng chỉ chúc như vậy. Rồi riêng cá nhân bác thì chúc cho hai con là trăm năm hạnh phúc ha, tình viên mãn ha. Thì cũng tôi với anh cũng và cũng có một đôi lời cuối cùng. Tức là tôi thay mặt cho họ nhà gái chấp nhận cháu Kiều Phạm Xuân Anh là con rể của ông Nguyễn Xuân Sang và bà Nguyễn Thị Lan, và cũng là con cháu của trong gia đình họ nhà gái. Thì tôi cũng tiếp lời anh, thì gia đình đàn trai tôi cũng tiếp nhận và cũng thương mến cháu Tuyết Sương. Thì cũng như hồi nãy anh dặn là gia đình chúng tôi là cũng về có những gì cũng vài bảo cháu, nhưng mà bác chủ Hồng cũng yên tâm ha. Hồi xưa á là con dâu về làm dâu á là gia đình chồng, chứ bây giờ 4.0 này là coi chừng á bà già chồng làm dâu nó không á. Cho nên bác cứ yên tâm ha. Dạ. Cả nhà cho hai bác đại diện. Vui quá tụi quốc hết luôn anh chủ Hồng. Rồi. Thì bây giờ coi bé Sương là từ trước giờ là như con dâu, nhưng mà bây giờ đến ngày hôm nay thì mình coi nó như là con gái. Thôi thì cũng cảm ơn chị Việt, cảm ơn cả nhà. Cùng cho hai con thì hai anh em mình hôm nay đã hoàn thành cái nhiệm vụ. Trước mắt là hoàn thành nhiệm vụ là dừng vợ gả chồng cho hai cháu. Tôi cũng rất mong là như là anh em mình mãi mãi như là sẽ gắn kết với nhau để xây dựng cho hai cháu có một cái bước tiến như là thăng tiến hơn nữa. Cho là hai anh em mình như là cố gắng ha. Chúc mừng anh. Trong thế giới muôn màu của những vì sao lấp lánh ánh sáng phía trên trời cao, có những ước ao của đôi tình nhân rằng sau khi thành thân sẽ yêu thật lâu, dẫu có sóng gió theo chân về sau, tay luôn cầm tay dìu nhau đến bắt đầu. Vì em là người thương của anh, vì em là tình yêu ngát say, vì em mà anh được say sưa trong hạnh phúc. Dù em ngày sau già nua, dù em có tròn béo thế nào thì em vẫn là người mà anh thương nhớ. Người là tia nắng ấm trong tim của anh, người là ngàn câu ca yêu thương vô vàn, người là niềm vui để xóa hết bóng tối. Tôi thay mặt cho hai gia đình, nhà trai và nhà gái, lời đầu tiên xin gửi lời chào, lời cảm ơn chân thành tới tất cả các quý ông bà, quý cô bác, quý anh chị và tất cả các bạn bè của hai gia đình. Sự hiện diện của quý ông bà, quý cô bác cùng toàn thể các anh chị trong hai gia đình là niềm hạnh phúc cho gia đình chúng tôi. Không có gì hơn, tôi xin thay mặt cho hai gia đình kính chúc quý ông bà, quý cô bác cùng toàn thể các anh các chị sức khỏe dồi dào, bình an, hạnh phúc và thành đạt. Tôi xin cảm ơn. Kính thưa tất cả bạn bè thân mến, và được sự chấp nhận và được phép của chính quyền Đồng Vương, bên Su Gia đàn gái chúng tôi tổ chức buổi tiệc hôm nay với cái sự hân hạnh và vinh dự của gia đình. Chúng tôi đàn trai đến đây thấy sự góp mặt đầy đủ để chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu là cháu Xuân Anh và cháu Tuyết Sương. Thì gia đình đàn trai chúng tôi rất là vui sướng và rất là hạnh phúc khi mà được tất cả quan viên hai họ và tất cả anh em bạn bè thân hữu về đây tham dự đầy đủ để chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu. Tôi xin đại diện cho gia đình đàn trai trong buổi trưa hôm nay thì tôi rất cảm động và rất hạnh phúc khi thấy cháu mình được vuông tròn trong cái tình nghĩa vợ chồng mà gia đình đàn gái đã tạo điều kiện tổ chức cho cháu chúng tôi nó được hạnh phúc như thế này. Thì tôi xin cảm ơn tất cả quan viên hai họ và tất cả bà con anh em thân hữu của gia đình bên gái. Và tôi cũng xin đại diện cho gia đình xin chúc cho cháu Xuân Anh và cháu Tuyết Sương trong tình cảm vợ chồng 100 năm hạnh phúc, tình viên mãn, vạn kiếp nào phai nghĩa đá vàng. Xin cảm ơn ạ. Hãy